Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hôm nay Minh Toàn có dịp ghé thăm Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, Việt Nam. Minh Toàn đang đứng ở tại đây là tại đền Ngọc Sơn ở Hồ Hoàn Kiếm. Và đây là cái cổng vào của đền Ngọc Sơn. Thì như quý bà con đang thấy là hai bên cổng chạm khắc rất là nhiều. Ở bên này là con hổ, bên này là rồng. Và hôm nay Minh Toàn cũng có dịp là dẫn một cậu em ở quê ra thăm Hà Nội. Chính vì thế mà Minh Toàn cũng có dịp là lên Hồ Hoàn Kiếm luôn. Và Minh Toàn vào đền Ngọc Sơn này để ghi lại những video gửi đến quý bà con cô bác. Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy cùng Minh Toàn đi vào đền Ngọc Sơn nhé. Đây, như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở đền Ngọc Sơn cũng như là Hà Nội thu hút rất là nhiều khách du lịch, trong đó là có cả là người ở nước ngoài. Và đây là một cái cầu đi qua đền Ngọc Sơn đây. Cầu. Cầu này bắc từ ngoài vào và đi vào trong đền Ngọc Sơn. Đây, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các khách du lịch của nước ngoài khi mà tham quan đền Ngọc Sơn. Ô, quên mua vé rồi, có cần mua vé. Chú ơi, vào đây có vé ạ. Ra mua hai vé. Đây là hai khách du lịch của nước ngoài. Minh Toàn cũng quên mất là chưa mua vé. Thành ra là khi mà vào đền Ngọc Sơn thì quý bà con cô bác cũng liên hệ để chúng ta mua vé từ ngoài cổng trước khi mà chúng ta vào tham quan đền Ngọc Sơn. Và đây là cái cổng vào của đền Ngọc Sơn. Đây là cổng vào của đền Ngọc Sơn. Và xung quanh đền Ngọc Sơn thì cũng có rất là nhiều cây. Ở đây là đền Ngọc Sơn, nó ở giữa một cái giữa cái, không phải là ở giữa mà ở trên cái hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm thì như quý bà con cô bác biết là trước đây có khu rùa, thì bây giờ khu rùa đó đã mất rồi, mất từ năm ngoái năm kia rồi. Thành ra là bây giờ là chúng ta mà lên hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm thì cũng không được xem khu rùa nổi lên mặt nước nữa. Và khu rùa thì mất thì bây giờ là các nhà khảo cổ cũng như là lịch sử bảo tồn di tích thì đang cho cất giữ và bảo tồn cái xác của khu rùa. Ở đây thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các người nước ngoài. Bao tiền một vé? Mình nhìn đây, khi mà quý bà con cô bác chúng ta vào thăm đền Ngọc Sơn thì là chúng ta hãy chú ý mua vé. Đây, và giá vé trên vé ở đây khi mà chúng ta tham quan đền Ngọc Sơn là ở đây là 30.000. Đây, quý bà con cô bác, đây khi mà chúng ta bước qua đền Ngọc Sơn, cổng của đền Ngọc Sơn, chúng ta vào tham quan ở đây. Chỗ này là chỗ hóa vàng. Và đây là đền Ngọc Sơn. Quý bà con cô bác có thể nhìn xa xa một chút, bởi vì Minh Toàn
đang quay video, thành ra Minh Toàn cũng không dám mạn phép là vào trong đền để quay video. Rất mong quý bà con cô bác hết sức thông cảm cho Minh Toàn nhé. Còn đây là trước cổng đền. Đây là chúng ta đang đi vòng xem ở trong đền nó như nào. Đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy đây là rùa, một cụ rùa. Không biết ở đây là cụ rùa bộ phận chức năng sinh sản ở vị trí trước đuôi, dưới bụng đầu rùa, mẫu rùa. Đây là một cụ rùa. Thì, xin mời bà con cô bác hãy vào xem tham quan cụ rùa nhé. Đây là cụ rùa. Đây, khi quý bà con của bác chúng ta cũng có thể nhìn thấy xung quanh có rất là nhiều cây cối mát. Đây cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài. Và trong đằng sau đền thì là đây là khu vực nhà vệ sinh. Hầu như các khách tham quan mà khi mà về đến tham quan Hồ Hoàn Kiếm thì đều tò mò và vào trong đền Ngọc Sơn này để thắp hương hoặc là tham quan. Thì đây là trước cái đền Ngọc Sơn. Đấy, thì chúng ta có thể đứng đây và chúng ta nhìn quan sát được cái toàn bộ 2/3 của cái Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm. Hello. Đây thì du khách cũng có thể thấy bắt gặp được những cái cây rất là mát ở trong đền Ngọc Sơn. Và đây cũng là một em gái rất là xinh đẹp của người nước ngoài khi vào thăm đền Ngọc Sơn. Trong chánh điện của đền Ngọc Sơn. Khi vào thăm đền thì quý bà con cô bác cũng có thể mượn đồ, nếu mà chúng ta mặc những cái đồ ngắn ở mà khi mà chúng ta vào đền thì chúng ta ở ngoài cổng có một cái chỗ gọi là cho mượn đồ, thì quý bà con cô bác chúng ta có thể mượn đồ ở ngoài đấy để mà chúng ta trước khi vào đền thì cũng không nên chúng ta không nên mặc mát mẻ quá khi mà chúng ta đến những cái nơi linh thiêng. Ở trong đền Minh Toàn cũng bắt gặp một số cái hình ảnh mà quý bà con cô bác có thể là ăn mặc rất là mát mẻ. Thì
mà chúng ta thăm đền. Đây là cái phòng trưng bày tiêu bản rùa Hồ Gươm. Và trong này như quý bà con, cô bác lúc này đang nhìn thấy là đây là một cái chỗ trưng bày rùa. Đây có những du khách nước ngoài về để tham quan Hồ Gươm. Bây giờ ở Hà Nội đang là mùa hè, nên là thời tiết rất là nóng và Minh Toàn đang đứng thời điểm Hà Nội ở đây là đang là 11 giờ hơn buổi sáng. Chính vì thế mà quý bà con cô bác cũng có thể thấy những cái ánh nắng, bắt gặp những cái ánh nắng. Và ở đây thì như quý bà con cô bác có thể biết được luôn là nhiệt độ của Hà Nội bây giờ là đang khoảng 35-36 độ C. Như thế mà khi mà chúng ta đến Hà Nội thì quý bà con cô bác vào mùa hè chúng ta cũng có thể là chúng ta đi xích lô hoặc là chúng ta mang theo những cái ô đi để cho đỡ nóng. Đây, và như quý bà con cô bác có thể thấy đây là một người đi nước ngoài nhưng người ta cũng không hiểu am hiểu văn hóa du lịch ở người ở Việt Nam của chúng ta nhiều, nên khi mà chúng các vị nước ngoài này đi vào đền thì cũng không, người ta cũng không biết để mặc các cái đồ để kín đáo. Thì cái này mình cũng hết sức thông cảm cho người ta thôi. Nhưng mà vào trong đấy thì như người này lúc này là được người ở trong chùa là nhắc nhở khi mà thắp hương. Đây, khi mà quý bà con cô bác chúng ta thăm đền Ngọc Sơn thì chúng ta hãy vào cổng ở đây chúng ta mua vé trước, xong đó chúng ta vào trong đền. Và bên này là cũng là nơi bán vé nữa. Ở đây hai quầy này cũng cho chúng ta có thể là mượn đồ, tạm đồ để chúng ta vào trong đền. Khi mà chúng ta mặc đồ quá mát mẻ thì chúng ta cũng có thể mượn đồ ở đây. Và đây là cái đền Ngọc Sơn đường đi vào, thì rất mong quý bà con cô bác khi mà chúng ta đến Hà Nội chúng ta hãy ghé thăm đền Ngọc Sơn. Có khả năng là video của Minh Toàn đến đây cũng khá là dài rồi, thì Minh Toàn xin phép là dừng video ở đây. Xin hẹn gặp quý bà con cô bác trong những cái video tiếp theo.